theo Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương, chương trình Ngày mua sắm trực tuyến năm 2019 Online Friday là năm thứ 6 liên tiếp được tổ chức trong bối cảnh chứng kiến sự tăng trưởng đột phá của thương mại điện tử nói riêng, cũng như nền kinh tế nói chung theo chủ trương bắt kịp của cách mạng công nghiệp 4.0 của chính phủ. Theo Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương, năm 2019 là năm đầu tiên triển khai hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp bán hàng thông qua nền tảng e-voucher hay hệ thống voucher điện tử. Cách thức mua hàng thông qua voucher điện tử, khách hàng sẽ đặt mua hoặc tìm kiếm voucher trước, sau đó thực hiện thao tác mua trên website của doanh nghiệp khi thời gian mở bán bắt đầu. Năm nay, chương trình tiếp tục hướng tới hàng chính hãng và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Theo đó, doanh nghiệp tham gia phải cam kết và có chứng từ chứng minh hàng chính hãng và có nguồn gốc rõ ràng. Ban tổ chức cũng sẽ kết hợp cùng với các sàn thương mại điện tử, các doanh nghiệp sản xuất, phân phối chính hãng để triển khai các chương trình siêu khuyến mãi, bao gồm các mặt hàng nhu yếu phẩm phục vụ Tết, đồ gia dụng, sản phẩm công nghệ, mỹ phẩm, thời trang chính hãng, v.v. cùng hàng nghìn sản phẩm đang được các doanh nghiệp đăng ký cốt, voucher giảm giá trong chương trình.